Chào các bạn, hôm nay ta lại tiếp tục học ở cái chương số 3, đó là các cái phương pháp gia công. Thì ở trong cái bài này chúng ta sẽ học các cái phương pháp gia công phôi, ví dụ như là cái máy cưa này, hoặc là gia công phôi bằng cắt nước này, hay là IDM này, hay là tia plasma. Và cái thứ hai đó chính là các phương pháp gia công ở đây là ví dụ như bây giờ ta sử dụng cái phương pháp tiện này, phay này, rồi có thể là mài, bào, sọc, vân vân. Thì từng cái nội dung một chúng ta sẽ nghiên cứu ở trong cái chương này. Chương của ta ngày hôm nay đó là chương số 3 là các phương pháp gia công. Thì ở cái chương này này, chúng ta vào cái phần số 1 lớn này là gia công chuẩn bị phôi. Thì để gia công chuẩn bị phôi, cái công nghệ đầu tiên đó chính là làm sạch phôi. Thì đối với phôi đúc hoặc là rèn dập, ta phải tiến hành thứ nhất là làm sạch cái ba vía này, hay là cái ba dớ, hay là cái đầu rót này, đầu ngót và đầu hơi, những cái mà phần thừa ra trong cái quá trình chúng ta tiến hành là đúc. Thì ở đây đúc thì có rất nhiều loại, có thể đúc trong khuôn cát, trong khuôn kim loại, trong khuôn mổ chảy, đúc áp lực, vân vân, rất nhiều cái phương pháp đúc. Cái thứ hai này là làm sạch cát bám vào, đối với trường hợp chúng ta tiến hành là đúc trong khuôn cát. Thì thực tế đúc trong khuôn cát thì nó có rất nhiều cái ưu điểm, như là nó bù được lòng khuôn này và giảm nứt này, tuy nhiên thì năng suất nó lại rất là thấp. Vì vậy tùy theo cái sản phẩm mà chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp đúc cho cụ thể. Thứ hai này là tùy theo các chi tiết có kích thước khác nhau và sản lượng khác nhau mà ta chọn các cái phương pháp làm sạch thích ứng nha, làm sao cho nó phù hợp. Thứ ba là trong cái sản xuất hàng loạt và hàng khối thì người ta làm sạch các cái vật đúc rèn nhờ các cái thiết bị chuyên dùng, hoặc là chúng ta tiến hành cơ khí hóa để nâng cao năng suất. Thì rèn ở đây là có thể chúng ta có thể tiến hành rèn tay hoặc là rèn trên máy búa nha các bạn. Thì đối với rèn trên máy búa thường thường là những cái chi tiết trục mà lớn, bánh răng mà lớn thì chúng ta phải làm trên máy rèn trên máy búa. Còn đối với khi mà chúng ta sử dụng mà rèn tay thì những cái sản phẩm nó nhỏ. Trên màn hình chúng ta đây chính là một số cái sản phẩm của đúc này. Thứ nhất là đây cái ngoài của cái lốc máy này, đây cái lốc máy của các bạn ha. Và bên tay phải chúng ta đây là một người công nhân đang tiến hành là đúc ở trên cái máy búa. Máy búa có thể là máy búa thủy lực hoặc một số cái máy búa dùng cái cơ cấu cam các bạn. Phần thứ hai này là nắn thẳng phôi. Thì đối với những phôi cán dài, không những cần nắn thẳng trong cái nguyên công đầu tiên mà ngay giữa các nguyên công cũng cần phải nắn thẳng, như là trước khi mài hoặc là sau khi tiện. Thì thường thường là một số cái chi tiết tiện dài, giả sử như trong trường hợp mà chúng ta tiến hành là tiện ren á, ở dài khoảng 200-300 mm, thì rõ ràng là khi ta tiện thì khả năng cong nó rất là lớn. Rồi là gì ạ? Là có thể nắn thẳng bằng các phương pháp sau đây. Thứ nhất là ngắm bằng mắt này, rồi nắn bằng búa tay. Thì thường thường ở đây là những cái chi tiết chúng ta nắn đơn giản thôi, chứ còn nếu như đối với những chi tiết lớn thì chúng ta phải tiến hành là ép thẳng. Thì ép phôi trên cái hai mũi nhọn của máy tiện, rồi dùng cái bàn dao hoặc là bàn đẩy bẩy nắn thẳng. Nhưng mà phương pháp này nó không có hiệu quả các bạn, làm rất là khó, và nó cái phôi chúng ta nó dễ bị xoay. Thì chúng ta phải cố định bằng cái cặp, và bằng cái gọi là cái trục chính của máy tiện này chúng ta phải khóa lại, thì khi đó nó mới khỏi bị xoay nha. Nhưng mà thực ra tôi thấy các bạn khi mà gia công cái đèn thang cây nó rất là dài, các bạn nắn nó cũng không có được tốt cho lắm nha. Thì đây là một số cái dạng phôi này, thì trên màn hình phía trên là những cái dạng phôi tấm này, và ở dưới đây là các bạn thấy cái phôi của chúng ta có thể là phôi để cán kéo này. Thì trong trường hợp đối với dạng phôi phía dưới này, các bạn thấy là các xe mà công nó chở ngoài đường thường thường là ở ngoài lớp ngoài có cái màu nó hơi bợt màu trắng, đó chính là hiện tượng mà người ta tiến hành nâng cao năng suất bằng cách là cho cái nhiệt độ nguội nó nhanh nhá, dẫn đến là lượng carbon nó rất là lớn, và đó chính là cái màu của graphite các bạn. Ở trên màn hình chúng ta đây là các cái công nghệ hay là các cái thiết bị nắn này. Thứ nhất là sơ đồ nắn trên khối V này. Thì rồi bây giờ chúng ta để cái phôi tròn của chúng ta trên hai cái khối V như thế này, và chúng ta lực ép máy ép từ trên phía dưới. Còn cái sơ đồ thứ hai là chúng ta nắn thẳng trên cái hai cái mũi tâm.
có thể là trên cái máy nắn hoặc là có thể sử dụng cái trên hai cái máy tiện. Tuy nhiên là trong trường hợp nếu mà chúng ta có thể là sử dụng trên máy tiện thì các bạn phải khóa cái phần chính này để cho nó không xoay nhé. Đây là cái máy nắn chuyên dùng. Thì ở đây là gì ạ? Người ta có cái cơ cấu đưa vào này, và đây là có các hệ thống nắn liên tiếp như thế này. Thì cái phôi của chúng ta nó sẽ tiến hành là nó thẳng. Sau đó là gì ạ? Nó sẽ đi ra theo đường bên phía bên tay phải này ha. Cái này ở dưới ta thấy là có các cái bánh xe, các gối cầu di động, có bánh xe này các bạn. Ở trên màn hình chúng ta có hai cái máy nắn. Thứ nhất là bên hình trái là các bạn thấy là cái máy nắn này là dùng để nắn cho đối với chi tiết của chúng ta là cái đường kính nó lớn này. Và bên tay phải này, đây là đối với thép tròn và thép cuộn này. Đây, cái nắn cuộn ở bên này chúng ta để trong này, sau đó thì chúng ta đưa ra cái hệ thống nắn đây và cuối cùng nó ra cái dây thẳng. Thì thực tế là đối với trong cái máy nắn các bạn thấy là bên xây dựng, đối với khi người ta làm nhà người ta nắn, kết cấu nắn rất đơn giản nhưng hiệu quả, cây sắt thì tương đối là thẳng ha. Phần thứ ba này là gia công phá này, thì mục đích để bóc đi cái lớp vỏ bên ngoài của phôi có cái bề mặt xấu và có size lệch gia công là quá lớn. Thì thường dùng cái máy mà có công suất lớn, độ cứng vững cao để đạt được năng suất cao, còn độ chính xác thì ở mức độ vừa phải. Ví dụ ở trên màn hình chúng ta thấy này, thầy lấy ví dụ đây trong trường hợp là ở phía trên là chúng ta sử dụng cái máy bào giường này. Thì đối với những cái phôi mà đúc mà cái dạng tấm khối lớn á, thì chúng ta phải tiến hành bào giường hoặc là phay giường á, thì như vậy là chúng ta mới hết được cái bề mặt và năng suất nó mới cao. Còn ở phía dưới này, đây chính là cái gia công tiện CNC. Ví dụ tôi lấy ví dụ thế nhà, đây bóc đi lớp bên ngoài thôi. Thì thực tế là gì, tiện phá mà dùng cái này thì nó không hiệu quả ha. Thường thì tiện phá thì chúng ta thử dùng ở trên cái máy cơ thôi. Rồi còn đối với CNC thì là chỉ gia công cái công đoạn cuối thôi. Phần thứ tư là cắt đứt phôi. Thì đối với phôi thanh ta phải cắt đứt thành từng đoạn ứng với chiều dài chi tiết hoặc là bờ số của nó. Còn đối với phôi đúc thì ta phải cắt cái đầu ngót, đầu rót và đầu hơi. Rồi khi mà chúng ta chọn cái phương pháp cắt đứt, ta phải xét tới một số cái yếu tố sau. Ví dụ như là chúng ta phải dựa vào cái lượng dư ở đầu chi tiết này. Thứ hai là cái độ chính xác của cái phương pháp mà chúng ta sử dụng cắt đứt đó. Và thứ ba là cái bề rộng miệng cắt hay là cái mạch cắt, cái rãnh cắt. Và thứ tư là năng suất của phương pháp mà chúng ta lựa chọn để cắt. Thì các cái phương pháp mà chúng ta tiến hành cắt đứt phôi hiện nay có thể sử dụng là thứ nhất là cái phương pháp cưa tay. Cái phương pháp này thì đương nhiên là hiệu quả nó không cao đúng không, nhưng mà giá thành thì mua thiết bị thì nó rất là rẻ. Thứ hai là cưa máy đi lại, rồi là cưa đĩa, cưa đai. Và cái nhóm thứ ba là chúng ta tiến hành cắt đứt trên cái máy tiện này, cắt đứt trên máy mài và cắt đứt trên các cái máy cắt chuyên dùng. Thì đối với phương pháp máy tiện á, thì nó cũng cho chúng ta hiệu quả cũng tương đối là tốt, nhưng mà đối với những cái phôi nhỏ thôi, chứ phôi lớn cắt bằng máy tiện thì cái chiều con dao cắt rãnh á, nó cái chiều sâu nó rất là ngắn nên mà không thể cắt được những cái đường kính phôi lớn. Còn mài đây thì đương nhiên là ít dùng đúng không, và trên các máy cắt chuyên dùng thì đương nhiên là sẽ dùng nhiều hơn. Hoặc chúng ta có thể cắt bằng cái cưa ma sát, cũng có thể là dùng bào sọc phay để tiến hành cắt đứt. Ví dụ như chúng ta tiến hành phay rãnh cắt đứt chẳng hạn thì cũng có thể là sử dụng ha. Hoặc là bào và sọc cũng có thể sử dụng, bào thì sử dụng bào dương, sọc để làm rãnh cắt đứt cũng có thể là một số trường hợp chúng ta có thể sử dụng được. Rồi là gì ạ, bốn những cái phương pháp mà gia công hiện đại. Tuy nhiên là gì, ở cái phần này tôi chỉ nói chung thôi. Phần sau chúng ta sẽ ra những cái video mà nói về bốn cái phương pháp này. Thứ nhất là cắt đứt bằng tia lửa điện. Thứ hai là bằng tia laser hoặc là tia plasma. Cái phương pháp thứ ba là cắt đứt bằng máy cắt dây IDM. Và thứ tư là cắt bằng tia nước. Thì đây là những cái phương pháp mà cắt rất là hiện đại. Và cái mạch cắt thì nhỏ và là lượng dung sai thì cũng nhỏ luôn. Và đặc biệt đối với phương pháp mà cắt tia lửa điện này, cái máy cắt dây IDM hoặc là cắt bằng tia nước. Tuy nhiên đối với cắt bằng tia nước thì nó hiệu quả hơn, là lý do vì đây là phương pháp cắt nguội và gần như là nó không có biến dạng chi tiết ha. Còn đối với một số cái phương pháp cắt dây hoặc là cắt tia lửa thì nó vẫn có hiện tượng là khả năng là biến dạng cái bề mặt của chi tiết. Về phương pháp cưa tay này thì năng suất rất là thấp, tiết kiệm được vật liệu và không đòi hỏi thiết bị phức tạp. Đây, cái cưa tay của chúng ta thường sử dụng đây.
Thì đối với cái cưa tay này á, chỉ sử dụng cắt những cái chi tiết nhỏ thôi, cái đường kính nhỏ thôi. Rồi thứ hai là có thể dùng cái cưa máy đi lại như thế này. Cấu tạo thì đơn giản so với cưa tay, thì năng suất nó cao hơn nha. Cưa tay thì đương nhiên cái phương pháp này là cắt năng suất hơn. Vì là gì ạ? Cái phương pháp cưa này thì ở đây các bạn thấy là gì ạ? Chúng ta có thể là tự động hóa được luôn, đúng không? Tự động hóa. Như vậy là phương pháp này nó sẽ năng suất hơn, và là cắt cái phôi dày nó cũng có thể cắt được. Còn phương pháp kế tiếp là phương pháp cắt đĩa. Thì ngày nay các bạn thấy là trên YouTube hoặc là trên Facebook người ta quảng cáo cái loại máy cắt đĩa mà như thế này này, nó sử dụng để cắt sắt cũng tương đối là tốt nha. Hiện nay gặp tốt. Hoặc là máy cưa đai. Đây là các bạn thấy đây chính là cái máy cưa đai, và có thể là mấy cái máy cưa ma sát ha. Đối với phương pháp mà cắt đứt trên máy tiện thì ở đây các bạn thấy là mô hình mà cắt đứt ở trên cái máy tiện, thì đây cái hai cái hình phía sau này đây chính là mô hình mà cắt đứt bằng máy tiện này. Rồi là cắt đứt trên máy mài, thì ở đây là cái máy mài nó cũng khó thể hiện, đúng không? Nên mà tôi không có cái hình minh họa. Rồi cắt đứt trên các máy cắt chuyên dùng. Ví dụ ở đây là gì ạ? Trong trường hợp máy cắt chuyên dùng, chúng ta sử dụng máy cắt đĩa như thế này, chúng ta có thể cắt một lúc là 5 phôi như thế này, được kép như thế này, thì năng suất nó sẽ rất là cao. Hoặc chúng ta có thể là dùng cái bào sọc phay để cắt đứt. Thì trên màn hình đây chính là cái máy bào giường ha. Máy bào giường. Đây, thì chúng ta cũng có thể là... Nhưng mà thường thì đối với phương pháp bào sọc thì ít sử dụng để phương pháp cắt đứt thôi. Phay thì cũng có một số trường hợp thôi nha, chủ yếu là các cái máy chuyên dùng đối với phôi tròn. Còn plasma laser hoặc là IBM thì đối với trong cái phôi tấm hoặc phôi mẫu hoặc là tia nước cũng có thể sử dụng trong cái máy cắt mà năng suất cao. Thì ở đây chúng ta thấy là gì ạ? Là gì ạ? Cắt bằng máy cắt chuyên dùng bằng cách là gì ạ? Sử dụng máy đây là máy dập xuống này, là cứ có cử chặn rồi chúng ta có thể sử dụng máy dập. Và cái cơ cấu này á, chúng ta có thể sử dụng ở trên cái máy cưa đĩa này cũng có thể thực hiện được ha. Đối với nhóm phương pháp cắt hiện đại thì thứ nhất là cắt bằng tia lửa điện. Đây các màn hình quan sát này, đây là máy bằng cắt tia điện này. Tức là người ta cho mà cái dòng điện đi qua cái hiệu điện thế lớn, rồi sau đó là gì ạ? Chúng ta cho phóng cái tia ra để tiến hành cắt phôi bằng cách là cho nhiễm điện chạy dấu ha. Thứ hai là tia laser. Đây các bạn quan sát thấy phương pháp cắt bằng tia laser. Và thứ ba là cắt dây IDM. Đây các bạn quan sát thấy phương pháp cắt IDM này. Đây cái dây này có thể là sử dụng là chrome hoặc là dây đồng, và để nâng cao năng suất hay là tức là tăng cái độ ma sát thì người ta có thể phủ cái lớp graphite ở bên ngoài nha. Và phương pháp cắt hiện đại nhất ngày hiện nay đó chính là cắt bằng tia nước. Thì đối với cắt bằng tia nước là nó gần như nó không biết dạng, lý do vì nó sử dụng cái năng lượng nước nên gọi là phương pháp cắt nguội, và là gì, mạch cắt rất là nhỏ. Còn đối với cắt plasma hay là phương pháp cắt laser thì tia lửa điện, hai phương pháp này thì nó vẫn có hiệu quả. Nó để lại máy cắt cũng tương đối là lớn ha. Đối với cắt plasma thì máy cắt lớn hơn nhiều. Cái phương pháp thứ năm đó chính là gia công lỗ tâm. Thì lỗ tâm là một loại chuyển tinh phụ dùng để định vị thống nhất đối với chi tiết dạng trục. Thì thường là trong trường hợp ví dụ như là sau này khi mà các bạn cần độ đồng tâm cao thì là gì ạ? Khi tiền phôi thì các bạn phải gá ở trên hai cái mũi trung tâm như thế này bằng cách chúng ta sử dụng gia công lỗ trung tâm. Thì đối với lỗ trung tâm thì nó có nhiều loại nha. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy là cái mũi trung tâm đơn giản thì cái nó chỉ có cái phần trụ như thế này, và đây là phần côn, và cái góc của nó là 60 độ. Còn đối với cái phần nó phức tạp hơn chút là nó có cổ vát như thế này, thì cái góc phần côn đầu của nó là 60 độ nhưng mà cái phần vát nó lên tới 120 độ. Và ở đây cái đường kính thì thường là chúng ta có thể sử dụng cái loại đường kính là hiện nay chúng ta sử dụng hay là cái loại A, là cái đường kính của nó là đi 3 mm ha. Thì những cái mũi tâm này á, chúng ta thường chúng ta phải khoan ở dưới cái quá trình mà gia công tiền cơ thì rất là nhiều ha. Và các phương pháp gia công lỗ có tâm này, thứ nhất là có hiệu quả ở cái dạng sản xuất hàng loạt nhỏ thôi. Thì gia công lỗ tâm trên máy thông thường như là máy tiện hoặc là máy khoan. Tuy nhiên thì gia công lỗ tâm trên máy khoan nó mới cái độ đồng tâm cao, còn đối với máy tiện thì mới độ đồng tâm cao, còn máy khoan thì chúng ta phải lựa chọn cái cử gá làm sao cho nó phù hợp chứ không là nó lệch ha. Thứ hai là đối phù hợp với sản xuất hàng loạt lớn và hàng khối thì là dùng những cái máy chuyên dùng để khoan tâm.
Ở trên các cái máy này thì chi tiết được định tâm bằng cái khối V và có thể khoan cả hai đầu đồng thời. Thì như vậy là năng suất nó sẽ rất là cao. Ngoài ra chúng ta còn có thể dùng cái loại máy liên hợp vừa phay mặt đầu và vừa khoan tâm. Tuy nhiên một số trường hợp thì chúng ta có thể sử dụng cái đầu của máy phay để khoan tâm cũng được, nhưng mà thường á thì khoan tâm sử dụng nhiều vẫn là loạt nhỏ thì sử dụng trên máy tiện, và gì đối với hàng khối thì sử dụng trên máy chuyên dùng. Thì trên màn hình đây chính là cái sơ đồ vạt mặt khoan tâm trên máy chuyên dùng. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy là gì ạ, ở cái sơ đồ trên đây này, đây chính là đây là vạt mặt hai đầu, và ở cái sơ đồ dưới đây chính là khoan tâm. Ở đây nhìn từ phía trên chúng ta thấy này, đây thì chi tiết được kẹp đây và phay xong thì tiến hành là sau khi tiện phay xong hai cái mặt đầu, đây phay xong hai mặt đầu thì người ta tiến hành là gì ạ, là khoan tâm luôn. Như vậy là gì ạ, trong trường hợp này là nó sẽ hiệu quả năng suất hơn rất là nhiều. Chúng ta chỉ sử dụng một lần gá mà chúng ta có thể gia công được là gì, rất nhiều bước, là vạt mặt hai đầu và khoan tâm hai đầu.